lý nha. Nói đầu tiên trên cơ hết mình trên gọi là chào đến khách nhà. Cái chào trên tâm và đặc biệt nhất. Bây giờ hôm nay là ngày là mình tiếp tục mình ở đây mình quay cho các bạn xem về đoàn xe đưa dưới công nhân về nha các bạn. Thì mình mang khẩu trang mình nói chuyện rất khó nghe nên mình mong các bạn thông cảm. Trên mấy hai chị đài và ủng hộ mình đăng ký giùm mình nha. Thì ok, thì hôm nay một buổi chiều thì mình ở đây mình quay cho các bạn xem đoạn xe đi dưới công nhân. Xin mời các bạn cùng xem video clip của mình nha. Thì trong lúc quay video tôi nói điều gì sai sót không quý cô chú các anh chị em trên thông cảm và bỏ qua giùm mình nha. Mình sẽ cố gắng mình sẽ quay chi tiết 5 phút cho các bạn xem nha. Ok, thì xin được phép cắt video nha. Nên các bạn tình trạng quay cho các bạn xem chiếc xe tải nha. Ok, cắt video tiếp, xe về nha các bạn. Cho lúc kỳ hôm nay không có đêm thêm máy bay thì hôm nay mình đi quay cái mình quay xe này rất là vui sướng, rất là thích xe nên mình đi quay xe. Bài chiếc đi chiếc xe buýt cho các bạn. Về tiếp bài chiếc đi. Hoạt động của các hợp tác xã đều đảm bảo theo quy định quốc gia thực hiện thành viên. Phần lớn hợp tác xã chủ yếu là
chi phí đầu vào cho bạn có lợi doanh thu và lãi tăng, nâng cao khả năng cạnh tranh. Hầu hết hợp tác xã đang từng bước cơ cấu lại hoạt động để mô hình hợp tác xã kiểu mới, để trở thành hợp tác xã ngừng hoạt động kém hiệu quả. Tỷ lệ hợp tác xã hoạt động tuân theo các quy định của luật hợp tác xã năm 2012 đạt hơn 94%. Nếu tình hình dịch có chiều hướng xấu hơn, số ca mắc tăng lên, thành phố Hà Nội sẽ có điều chỉnh nhân sự để tập trung thu hẹp lại. Nhưng thành phố không có phải trình ca bệnh mới phát sinh trong cộng đồng, Hà Nội có nguy cơ bùng phát dịch covid 19 do số lượng người đến địa phương gia tăng. Ông Nguyễn Văn Nên cũng đã chỉ đạo thêm của Hà Nội việc một số học sinh tại 8 trường được quay trở lại trường học từ 18 tháng 11 năm 2019, phần sự trở về của toàn bộ hệ thống chính trị. Các địa phương nhà trường tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường và đảm bảo an toàn. Các nhà trường Ủy ban nhân dân tỉnh ông Nguyễn Văn Út chủ trì hội nghị trực tuyến ban chỉ đạo phòng chống dịch covid 19 tỉnh nhằm đánh giá kết quả công tác phòng chống dịch và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Hôm nay,